Vinwonder Nha Trang là một trong điểm đến nổi tiếng tại thành phố biển Nha Trang, được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông Việt Nam. Và đây là khu vui chơi giải trí rộng lớn và hiện đại bậc nhất, với rất nhiều hoạt động vui chơi và trải nghiệm hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Và nếu bạn chưa từng đến Vinwonder Nha Trang hoặc chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ, chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc khu vui chơi này có gì đặc biệt và làm thế nào để tiết kiệm chi phí khi đi. Vậy thì trong video này, Bạn Đốc Du Lịch sẽ chia sẻ tới bạn về chi tiết kinh nghiệm vui chơi tại Vinwonder Nha Trang, giúp bạn có một chuyến đi thú vị và tiết kiệm nhất các bạn nhé. Một, đôi nét về Vinwonder Nha Trang. Vinwonder Nha Trang trước đây có tên gọi là Vinpearland Nha Trang, được xây dựng vào năm 2006 tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với diện tích là hơn 200.000 m², Vinwonder Nha Trang là khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp, mang lại cho du khách những trải nghiệm khám phá và giải trí tuyệt vời. Nằm ở trên đảo Hòn Tre, một trong những hòn đảo đẹp nhất tại Việt Nam, Vinwonder Nha Trang thì thừa hưởng một khí hậu mát mẻ, hệ sinh thái đa dạng và không khí biển trong lành. Vinwonder Nha Trang được chia thành 3 khu vực chính: vịnh biển thách thức, huyền thoại rừng xanh và rừng rậm nhiệt đới. Khu vui chơi này thì bao gồm có 39 trò chơi vui nhộn hiện đại, có quy mô thuộc hàng top của thế giới. Với sự hợp tác cùng với Polin, đối tác chuyên thiết kế và sản xuất các đường trượt công nghệ cao cho các công viên giải trí nổi tiếng trên thế giới, thì Vinwonder Nha Trang sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm vui chơi tuyệt vời nhất tại đây nhé. 2. Kinh nghiệm đi Vinwonder Nha Trang, hướng dẫn cách di chuyển đến Vinwonder. Theo kinh nghiệm đi Vinwonder Nha Trang của Blog Du Lịch, có rất nhiều cách để các bạn di chuyển đến khu vui chơi này, tùy thuộc vào sở thích và mong muốn trải nghiệm của các bạn. Dưới đây là một số phương tiện các bạn có thể lựa chọn như sau. 1. Là cano. Nếu lựa chọn di chuyển bằng cano, các bạn chỉ mất từ 7 đến 10 phút để đến được đảo Hòn Tre. Và đây là dịch vụ tư nhân với mức phí dao động từ 1 triệu cho đến 1,2 triệu đồng cho một chuyến. Nếu bạn đi theo nhóm đông người, chi phí này có thể được chia sẻ để tiết kiệm hơn. Còn nếu các bạn đi ít người, các bạn có thể thương lượng và ghép đoàn với nhóm khác. Ưu điểm của phương tiện này là di chuyển nhanh chóng và có thể chủ động về thời gian khởi hành. Mức giá có thể dao động tùy thuộc vào chất lượng của cano, do đó các bạn có thể thỏa thuận lại với chủ cano nếu thấy mức giá chưa hợp lý các bạn nhé. Phương tiện thứ hai, tàu cao tốc Vinpearland Nha Trang. Một phương tiện khác cũng được nhiều người lựa chọn là tàu cao tốc Vinpearland Nha Trang. Khi sử dụng phương tiện này, quá trình di chuyển sẽ mất từ 12 cho đến 15 phút. Tàu cao tốc thì khá là dễ đón và các bạn có thể tìm hiểu thông tin trước khi lựa chọn. Thông thường các chuyến tàu cao tốc sẽ hoạt động 24/24 và khởi hành cách nhau là 30 phút. Chi phí di chuyển của phương tiện này thì khoảng 1 triệu đồng cho một chuyến, tùy vào thời điểm. Và đây là lựa chọn phù hợp nếu các bạn muốn có một trải nghiệm mới lạ hơn. 3. Cáp treo. Lựa chọn thứ 3 là cáp treo, phương án được nhiều du khách ưa chuộng nhất khi đến Vinwonder Nha Trang. Hệ thống cáp treo ở đây thì vô cùng tiên tiến và hiện đại. Và khi ngồi trên cáp treo, các bạn có thể thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh Nha Trang từ trên cao. Cáp treo có chiều dài lên đến 3.000 m, hoạt động từ 6 giờ sáng cho đến 21 giờ hàng ngày. Với cáp treo thì các bạn có thể dễ dàng đến được đảo Hòn Tre và Vinwonder mà không cần chờ đợi quá lâu. Trải nghiệm đi cáp treo chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những cảm giác đầy hài lòng luôn đó. 3. Giờ mở cửa của khu vui chơi giải trí Vinwonder Nha Trang. Vinwonder Nha Trang hoạt động từ thứ Hai cho đến Chủ nhật hàng tuần, trong khung giờ từ 8 giờ 30 cho đến 21 giờ. Tùy thuộc vào từng thời điểm và sự kiện khác nhau thì khung giờ này có thể thay đổi linh hoạt. Và để cập nhật thời gian hoạt động mới nhất, các bạn có thể theo dõi fanpage của Vinwonder Nha Trang hoặc liên hệ số hotline để được tư vấn thêm các bạn nhé. 4. Giá vé tham quan và vui chơi tại Vinwonder Nha Trang. Một tấm vé Vinwonder Nha Trang sẽ giúp bạn trải nghiệm những trò chơi vui hết nấc và tham quan những hoạt động vô cùng thú vị. Hiện nay thì mức giá vé đang ở những mức như sau. Đối với du khách thấp hơn 100 cm, vé vào cổng và di chuyển cáp treo 2 chiều thì miễn phí. Vé vào cổng và di chuyển cáp treo 1 chiều miễn phí. Đối với du khách cao từ 1m đến 1m4,
Vé vào cổng và di chuyển cáp treo 2 chiều 660.000 đồng. Vé vào cổng và di chuyển cáp treo 1 chiều 600.000 đồng. Đối với du khách cao trên 1m4, vé vào cổng và di chuyển cáp treo 2 chiều 880.000 đồng. Vé vào cổng và di chuyển cáp treo 1 chiều 800.000 đồng. Đối với du khách trên 60 tuổi, vé vào cổng và di chuyển cáp treo 2 chiều 530.000 đồng. Vé vào cổng và di chuyển cáp treo 1 chiều 480.000 đồng. Lưu ý, chi phí vé này sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và chương trình khuyến mãi. Cáp treo 1 chiều sẽ được áp dụng cho chiều về của du khách. Du khách trên 60 tuổi cần mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh để được tận hưởng những ưu đãi về giá. 5. Kinh nghiệm đi VinWonder Nha Trang. Thời điểm đi VinWonder Nha Trang khi nào là phù hợp? Cáp treo VinWonder Nha Trang thì bắt đầu hoạt động từ 8 giờ 30 sáng và vào thời điểm này thì nhu cầu đi cáp treo đến đảo Hòn Tre rất là cao. Thông thường từ 8 giờ 30 cho đến 9 giờ có hơn 1.000 người xếp hàng chờ lên cáp treo. Các bạn có thể thấy rất nhiều cảnh nhiều gia đình bồng bế trẻ nhỏ cùng với những người mồ hôi nhễ nhại. Vậy thì đi vào thời điểm nào là phù hợp nhất? Nếu bạn có con nhỏ hoặc đi cùng người lớn tuổi, không nên đi sớm vì họ sẽ mệt mỏi và không thể kiên nhẫn chờ đến 19 giờ để có thể xem được show nhạc nước. Khu vui chơi VinWonder Nha Trang không có chỗ nghỉ trưa. Và theo kinh nghiệm vui chơi VinWonder Nha Trang của blog du lịch, để tránh mệt mỏi cho trẻ nhỏ và người cao tuổi, thì các bạn nên đi khoảng 10 giờ sáng. Bởi vì đây là khoảng thời gian không cao điểm, các bạn có thể đi taxi đến đó và lên cáp treo ngay mà không cần phải chờ đợi lâu. Và khi đến VinWonder Nha Trang, các bạn có thể tham quan các khu vui chơi ở trong nhà trước, sau đó vào khoảng 15 giờ chiều thì sẽ ra công viên nước và các khu vui chơi ở ngoài trời. Và nếu bạn là người trẻ tuổi đi theo nhóm hoặc là cùng công ty có sức khỏe tốt, muốn khám phá hết các trò chơi tại VinWonder Nha Trang, hãy cân nhắc hai lời khuyên như sau. Lời khuyên thứ nhất, đi thật sớm và xếp hàng khi mà cáp treo VinWonder chưa hoạt động. Đến khi cáp treo bắt đầu hoạt động vào lúc 8 giờ 30, các bạn sẽ là những người đầu tiên sẽ được đi, tha hồ mà khám phá cả ngày. Lời khuyên thứ hai, nếu không thể dậy sớm, hãy đi vào khoảng 10 giờ sáng. Lúc này thì cáp treo đã vận chuyển hầu hết những khách hàng trong giờ cao điểm, giúp bạn đỡ phải chờ đợi lâu. 6. Kinh nghiệm đi VinWonder Nha Trang, hướng dẫn đặt mua vé VinWonder Nha Trang cùng với ưu đãi hấp dẫn. Trước hết, các bạn nên từ bỏ ý định mua vé trực tiếp tại quầy, vì sẽ phải chịu cảnh là đông đúc xếp hàng và không mua được vé VinWonder Nha Trang với giá tốt nhất. Vậy thì nếu không mua tại quầy thì nên mua ở đâu? Câu trả lời là các bạn hãy mua vé từ các đại lý bán vé VinWonder Nha Trang. Hiện nay thì có rất nhiều đại lý trên toàn quốc cung cấp vé VinWonder Nha Trang với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hãy lựa chọn cho mình một cơ sở uy tín như là công ty Phú Quốc Xanh để mua vé các bạn nhé. 7. Kinh nghiệm đi VinWonder Nha Trang. Chơi gì tại VinWonder Nha Trang? Khi đến VinWonder Nha Trang, các bạn sẽ được thỏa sức trải nghiệm và khám phá 6 phân khu trò chơi như sau. 1. Adventureland. Nếu bạn là một fan của những trò chơi phiêu lưu và mạo hiểm, thì Adventureland chính là thiên đường giải trí dành cho bạn. Với những trò chơi cảm giác mạnh đẳng cấp thế giới, các bạn sẽ được trải qua những cảm giác phấn khích tột độ khi mà tham gia các trò chơi như là cuộc phiêu lưu hầm mỏ, tháp rơi tự do, đua quay lộn đầu, bật nhảy bungee, đua xe trên không và rất nhiều trò chơi thú vị khác nữa. 2. The World Garden. Phân khu The World Garden để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng du khách với một thế giới thực vật xanh tươi, căng tràn sức sống từ khắp năm châu. Nơi đây thì sở hữu 50.000 cây hoa tulip rực rỡ sắc màu, 8.000 cây xương rồng, 10.000 gốc cây hoa hồng và hơn 5.000 loài lan quý hiếm. Và tất cả tạo nên một cảnh sắc lung linh, thơ mộng và là địa điểm check-in tuyệt đẹp dành cho du khách. Đặc biệt, khi đến với phân khu The World Garden, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm toàn cảnh của đảo Hòn Tre và chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố Nha Trang xinh đẹp từ bánh xe bầu trời. Với độ cao là 120m, thời gian quay hết một vòng khoảng 20 phút, các bạn sẽ được thư giãn và ngắm nhìn không gian tuyệt đẹp của VinWonder Nha Trang. Và đây cũng là cơ hội tuyệt vời để lưu giữ những bức hình check-in đầy ấn tượng luôn đó. Thứ 3. King Garden. Phân khu King Garden là ngôi nhà của hàng chục loài động vật quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới như là hổ Bengal trắng, hồng hạc Mỹ, hà mã châu Phi, báo hoa mai, vượn cáo đuôi khoang và hơn 30 loài chim đa sắc màu. Và đặc biệt khi đến đây, các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm cho voi và hươu cao cổ ăn cũng như thưởng thức show trình diễn của 10 loài chim quý hiếm. Các show sẽ diễn ra vào 2 khung giờ là 11 giờ 30 cho đến 11 giờ 50
vào 15 giờ cho đến 15 giờ 20 hàng ngày với 10 tiết mục vô cùng đặc sắc luôn nhé. 4. SeaWorld. Sau khi tham quan thế giới động vật, hãy ghé qua SeaWorld để chiêm ngưỡng một đại dương thu nhỏ với hơn 30.000 loài sinh vật biển khác nhau. SeaWorld có diện tích khoảng 3.400 m², nổi bật với hệ thống đường hầm mái vòm sẽ mang lại tầm nhìn vô cực siêu đẹp cho du khách. Đến đây các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảm giác đi bộ ở dưới đáy biển và ngắm nhìn khung cảnh ấn tượng tại khu vực quảng trường đại dương. SeaWorld cũng là khu vực được nhiều du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ yêu thích nhờ vào cơ hội khám phá cuộc sống đại dương đầy kỳ thú. Khi đến đây các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội được tham gia vào các chương trình hấp dẫn như là show diễn nàng tiên cá, chương trình cho cá ăn và show nhạc nước các bạn nhé. 5. Fairyland. Phân khu này đưa các bạn vào một khung cảnh thần tiên với tòa lâu đài nguy nga và lộng lẫy cùng với chương trình Tata Show hoành tráng. Và tại Fairyland, các bạn sẽ có cơ hội được thử sức với các trò chơi cảm giác mạnh như trải nghiệm cảm giác bay giữa không trung trên đường trượt zipline, phiêu lưu hồi hộp với dạp phim bay 360 độ và ngắm nhìn vẻ đẹp của đảo Hòn Tre từ đường lượn. Phân khu này còn có rất nhiều góc sống ảo chất lượng, rất lý tưởng cho việc chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc thú vị các bạn nhé. 6. Quarter World. Điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá VinWonder Nha Trang là Quarter World, nơi bạn có thể thỏa sức nô đùa và hòa mình vào làn nước mát lạnh tại công viên nước. Với diện tích khoảng 59.000 m², Quarter World sở hữu rất nhiều trò chơi hấp dẫn như cơn cuồng nộ của Hải Vương, địa bay vũ trụ, hạm đội không kích và cơn giận dữ của thần rắn. Ngoài ra, các bạn sẽ có thể thư giãn tại vịnh phao nổi, hồ tạo sóng và hồ bơi trẻ em. Hãy chuẩn bị tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng để tận hưởng những giờ phút vui chơi và giải nhiệt tại Quarter World các bạn nhé. 7. Mãn nhãn với những show biểu diễn đỉnh cao. Những show biểu diễn đỉnh cao tại VinWonder Nha Trang với tính nghệ thuật đặc sắc thì chắc chắn sẽ là điểm đến ấn tượng dành cho du khách. Các tiết mục được đầu tư công phu và chất lượng, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm không thể nào quên. Tata Show vở diễn kể về hành trình khám phá và phiêu lưu kỳ thú của công chúa Tata và những người bạn trong thế giới cổ tích diệu kỳ. Biểu diễn nhạc nước Vinpearl Nha Trang. Một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng hoành tráng sẽ mang đến trải nghiệm tổng hòa về cảm xúc và giác quan. Show nàng tiên cá. Chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo với những nàng tiên cá rất là xinh đẹp. 8. Kinh nghiệm đi VinWonder Nha Trang thì ăn gì? Với không gian rộng rãi, tiện nghi và dịch vụ tận tâm, chu đáo, hệ thống nhà hàng tại VinWonder Nha Trang sẽ mang đến cho du khách những phút giây nghỉ ngơi và trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Dưới đây là danh sách các nhà hàng ngon nhất tại VinWonder Nha Trang mà các bạn có thể tham khảo như sau. Yummy World Garden tại World Garden, nhà hàng Monta Express, SeaWorld, nhà hàng Win & See, Fairyland, Happy Snack, 12 quầy ở khắp công viên, nhà hàng Coral, Fairyland. 9. Kinh nghiệm đi VinWonder Nha Trang thì nên ở đâu? Hệ thống nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang thì bao gồm các khu khách sạn, resort và hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và mua sắm và ẩm thực. Và đây là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm một kỳ nghỉ đầy trọn vẹn. Mỗi khách sạn và resort tại Vinpearl Nha Trang đều có những ưu điểm nổi bật và mức giá khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính của bạn, các bạn có thể lựa chọn cho mình một nơi lưu trú phù hợp. Theo kinh nghiệm đi VinWonder Nha Trang của blog du lịch, các bạn nên tham khảo ý kiến từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp hoặc các du khách đã từng trải nghiệm tại các khách sạn và resort tại đây. Các bạn cũng có thể xem các đánh giá trên các hội nhóm hoặc là trang booking uy tín để dễ dàng đưa ra quyết định cho mình nhé. 10. Một số lưu ý để có thể vui chơi trọn vẹn tại VinWonder Nha Trang. Bởi vì VinWonder Nha Trang rất rộng nên nếu các bạn không đặt phòng lưu trú tại VinWonder Nha Trang hoặc có nhưng mà không có nhiều thời gian vui chơi thì các bạn nên làm theo các bước sau đây. Tìm bản đồ VinWonder Nha Trang và lịch trình của các buổi biểu diễn. Thường lễ tân hoặc là ở cổng các khu vui chơi sẽ có bản đồ. Lên kế hoạch vui chơi các khu theo thời gian. Chọn ở vui chơi ngoài trời khi mà trời mát. Trời nắng thì vui chơi ở trong nhà. Buổi trưa thì ăn trưa trong các nhà hàng, có thể vào rạp chiếu phim hoặc là các khu vui chơi trong nhà để nghỉ chân. Mang theo đồ tắm để chơi tại công viên nước và đem theo 2-3 bộ đồ thoải mái để vui chơi và check-in ở các khu vực. Có một số show diễn đặc sắc mà các bạn không nên bỏ lỡ, Tata Show, Siếc Cá Heo, biểu diễn nhạc nước. Các bạn nên có mũ, nón, khăn để chống nắng.
Mang theo nước uống, đồ ăn thì bị cấm mang sang đảo. Tuy nhiên một ít kẹo và bánh ngọt thì chắc vẫn được đó nhá. Mặc quần áo thoáng mát và đi giày bệt để chơi các trò chơi, đi lại cho thoải mái và đỡ bị đau chân. Trên đây là những chia sẻ về kinh nghiệm vui chơi tại Vinwonder Nha Trang 2024, thực tế của blog du lịch, để các bạn có một ngày du lịch trọn vẹn, đầy đủ và tiết kiệm. Hy vọng video này đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để có một chuyến vui chơi thật là trọn vẹn và đầy ý nghĩa các bạn nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.